Gót, đánh luôn. Quay. Nay mình có mặt ở sân Spotlight bên quận Tân Phú. Và đây, đội áo vàng và đội áo xanh. Nói chung là hai đội mình không quen ai hết. Mình chỉ cần quen một người thôi. Một người đó sẽ đeo camera ngày hôm nay. Hello mọi người. Em giới thiệu tên với năm sinh cho mọi người biết nhé. Mình là Phan Văn Vũ nha. Mình sinh năm 97. Wow, 97. Mới có 26 tuổi thôi. Wow, còn rất là trẻ. Em thích cầu thủ nào nhất? Nếu như mà bóng đá sân 11 thì mình thích Messi. Nhưng mà mình lại thích sút kiểu như Ronaldo nhiều hơn là Messi. Cầu thủ thần tượng của mình là Messi thôi. Còn mình từ phong cách đá hay là từ cú sút là của Ronaldo hết. Có mấy cú sút vô góc A đó rất là kỹ thuật. Ăn mừng của Ronaldo nha mọi người. Clip trước để trên góc. Futsal thì em thích cầu thủ nào? Mình thì thích Ferrao. Ferrao, một pivot hàng đầu thế giới. Trời, ai cũng mơ ước được đá giống Ferrao đúng không? Đúng rồi. Quá hay. Em sinh ra và lớn lên ở đâu? Em sinh ra lớn lên ở Đắk Lắk. Đắk Lắk à? Wow, Đắk Lắk sản sinh rất là nhiều tài năng bóng đá nha. Rồi hôm nay là kèo đá với mấy anh em, đội này là đội HH Tân Phú. HH Tân Phú hả? Okay. Mình chỉ là lên phụ với anh bên Tân Phú thôi. Ok, rồi thôi hy vọng là em đá tốt. Đá vị trí nào? Đá tiền vệ trung tâm nha. Tiền vệ trung tâm. Còn futsal anh em đá? Đá Fiso. Ủa Fiso hả? Fiso em đá pivot chứ. Chủ yếu là Fiso nhưng mà nhiều khi mà thiếu vị trí pivot mình vẫn đá pivot được. Ok, đa năng, rất là đa năng. Ở sân này nó nằm cạnh sân bay hay sao á? Máy bay đẹp luôn. Ok. Rồi thôi lát nữa cú sút trúng cái máy bay là ok rồi. Nha, rồi. Đấu tốt nha. Chắc hiệp 2 mới đá đúng không? Hai anh. Đứng kế bên hồi nãy hỏi mang đôi giày gì thì đây là đôi Predator. Nhìn thấy cũng rất là đẹp nhưng mà đôi giày là một phần thôi. Phần lại mình thấy bắp đùi mình hết hồn luôn. Đùi như vậy thì sút giống Ronaldo phải rồi. Làm sao giống Messi được? Phải không cô Đô? Do hồi xưa ở trên núi cho nên voi nhiều nên chân đúng voi. Chân này chân nghiệp. Anh thấy chân em nè so với chân gì con game nữa. Chắc vậy. Gấp đôi anh kia đó. 5 năm hả? Rồi to hơn. Chân em to hơn hả? Chân em to hơn. Đùi to á. Gì vậy ta? Đùi là cánh lối. Ghê. Rồi bước lên. Ủa? Không sao từ thôi. Không ăn, ok. Từ thôi. Em gái. Đây. Ây da. Không sao đâu ơi. Xuống anh. Ok. Hey! Ui đàn. Ui. Đây. Ok. Ây. Thôi anh. Đây, mình không. Nhiều quá. 1-2, 1-2. Sút. Đủ. Ok. Em gái sao hết. Ok. Tốt. Ok. Tốt. Rồi bước lên ok hết rồi. Không Tuấn Anh, Tuấn Anh hết luôn, vô đi bước lên rồi rồi bước đều lên lấy. Thôi bước ra đi, bước đi. Tự thôi. Lên. Bây giờ không sao, không sao. Quay lên, quay lên. Ok, nóng lên. Xuống lưng. Đi trong luôn, trong luôn. Đi vô đi. Hết rồi. Ok. Xuống lưng. Đồng ý, đồng ý. Đứng lại. Xuống lưng. Tốt. Một cái đi. Ok. Hey. Hey. Ôi. Bước không? Bước lên. Ok, mình á. Ok. Hey. Cao lên. Ừ. Ây da. Tại. Mình vô đi mình. Chưa ngon lắm. Hay. Tốt anh. Anh Hy đây nè. Cái này là anh Hy tự đuổi vô nha. Ok, quay lên. Ok anh. Trời ơi, tát luôn. Bỏ dở cái biên chậm. Rồi rồi rồi. Kê lên 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 lên. Ê da. Leo leo. Về lại. Giữa. Ấy da. Thấu anh. Ok. Thôi dừng lại. Đi 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 đi. Dừng lại. Ok. Thấu anh. Cái, gấp cái. Trong biên tốt. Rồi đeo, bỏ tay bên, bỏ tay luôn. Ê, ê. Số lần, số lần. Ok. 21. Nope. Ok. Không chế lại. Ây da. Bước lên. Bước lên anh. Số lưng. Đủ không sao anh? Hey. Em gái đi. Từ từ. Em gái lúc này. Ừ. Trời ơi. Kệ tao rồi. Qua biên. Tốt. Ui. Thôi anh. Cầm anh chơi đi. Đi. Ok. Vô đây. Rồi bước lên đi. Cho tôi gọi bước vô đây anh. Ui. Xuống lưng. Gót, đánh luôn. Uầy. Không ăn. Ừ. Không sao. Ừ. Cậu hai. Không sao, từ. Ok. Quay lên. Ok. Không sao, đứng im. Trong kìa. Hết rồi. Đúng rồi. Rồi bước lên Loan. Rồi đứng im không? Lấy. Bình tĩnh. Từ. Ok. Tôi không sao. Lấy anh. Lấy. Bỏ. Xuống. Không sao, đứng im. Bước ra đi anh. Vâng. Ok. Ê, sớm đi anh. Em nè, đi đi. Ok. Ây à, cút. Ok, trời ơi, thấy lòng ghê. Tương tay. Hết giờ rồi mọi người. Lên chưa? Không anh. Cố lên, cố lên, cố lên. Ok. Đủ chưa? A few moments later. Kết thúc trận đấu rồi. Nay Vũ đã hội lão tướng. Nên ra Vũ là bên trẻ mà nay ưu tiên cho mấy anh em đội già đá, thành ra đá được có hiệp 2 à. Nửa hiệp 2 còn lại mấy anh lớn đá. Nhưng mà cũng đã thể hiện được rất là nhiều cái kỹ năng trong trận banh mà mình đứng ngoài mình quan sát mình thấy rất là ấn tượng và rất là hay luôn. Anh em chấm điểm Phan Vũ đá như thế nào thì comment cho mình biết với nha. Nãy em đá em thấy nay mình đá tốt chứ. Nay mình đá cũng cảm giác cái banh rất là tốt. Nói chung là cũng thiếu may mắn thôi, ghi được có bàn thôi. Thì có bàn thôi. Đúng rồi. Một số pha thì đá bỏ lỡ rất là tiếc. Xíu thôi. Xíu. Ok. Đó, anh em thấy hay nhớ like đăng ký kênh, đón chờ các clip mình trong thời gian tới nha. Mình là Phạm Thy, đây là Phan Vũ. Chào gặp lại. Bye bye. Bye mọi người. Hẹn gặp lại Phan Vũ trong một clip khác dài hơn. Okay.